Ngày đầu tuần thời tiết ở Nam Bộ sẽ diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng cập nhật với chị Hồng Giao ngay sau đây. Dạ vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả. So với cuối tuần vừa rồi thì ngày hôm nay nhiệt độ ở Tây Nam Bộ có giảm nhẹ. Thế nhưng cảm nhận thực tế vẫn rất nóng do thời gian nắng kéo dài 9 tiếng trong ngày. Ngày hôm nay có 3 điểm chạm mức nắng nóng 35 độ C là tại Châu Đốc, Cao Lãnh và Vĩnh Long. Còn tại Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu và các nơi khác mức nhiệt phổ biến trong khoảng là từ 33 đến 34 độ C. Thời tiết nắng nóng triền miên như thế này khiến cho nhiều người đổ bệnh, nhất là đối với trẻ nhỏ. Chỉ riêng tại Kiên Giang, Bệnh viện Sản Nhi tính từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 1.000 ca bệnh nhi đến điều trị bệnh viêm đường hô hấp và hơn 300 em bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp. Và để bảo vệ sức khỏe cho trẻ thì cha mẹ nên hạn chế để trẻ ra ngoài đường và tham gia các hoạt động ngoài trời vào trưa chiều. Cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, uống đủ nước. Và đối với các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa thì cần chú ý cách thức chế biến, bảo quản thức ăn trong thời tiết nắng nóng. Ngoài đảo Phú Quốc ngày hôm nay thì trời cũng nắng cả ngày, khá là nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày là 33 độ C. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, dự báo ngày hôm nay trời chủ đạo là nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển êm, độ cao sóng không quá 1 mét.